Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 56 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 212 Ôm Quyền Hắn đem mỗi người ở mỗi gian thư viện tới đều được mở cửa ra. Rồi sau đó yêu cầu người cùng tổ ngồi cùng nhau. Bắt đầu thảo luận như thế nào biên soạn kịch bản như thế nào làm chuyện xưa của mình có vẻ không có bình đạm như vậy. Vì cho đại gia một cái tham khảo, sở từ ngay tại chỗ dùng cái chuyện xưa cùng với hai tiểu nhi tranh luận biên một kịch bản ngắn gọn ra. Sau khi mà mọi người xem đều khen không có dứt miệng. Nếu là theo lời của sở tư nghiệp viết như vậy, chuyện xưa kia xác thật là thú vị hơn nhiều. Hơn nữa, đối với người biểu diễn mà nói cũng càng thêm đơn giản sở từ mà nhìn học sinh mỗi tổ đã bắt đầu có khí thế ngất trời mà thảo luận trên mặt tươi cười vẫn luôn không có thể rơi xuống rồi hắn ở chỗ ngồi của bọn họ dòng tới dòng lui chung quanh có đôi khi bọn họ thiếu thốn ngôn từ sở từ sẽ đi qua chỉ điểm một chút định xong chuyện khóa kịch bản thời gian hai ngày sau sở từ liền đem các cái nhà thư viện tuyển ra học sinh ưu tú nhất tụ tập ở một gian giáo xá bắt đầu giảng bài cho bọn họ. Những người này không hổ là ưu tú nhất, mỗi người đều có thể một điểm liền thông, suy một ra ba, là người làm sư giả giáo thụ lên vô cùng thỏa mãn. Bất quá, hắn cũng không phải là một mình dạy, ngoại trừ hắn còn có cố giám thừa cùng với khấu tỉnh. Cố giám thừa khi được sở từ tìm tới y, còn tưởng rằng là sở từ tìm tới để mà tra y tự đi trả phép qua đi liền trở về quốc tự giám ngày thường sở từ an bài cái gì y mới liền làm cái đó lại không có chịu có một chút đi sai bước nhầm khi mà sở từ thuyết minh ý đồ đến cố dám thừa nội tâm vô cùng phức tạp sở từ mới đem chuyện quan trọng như vậy giao cho y sẽ không có sợ y sau lưng mà chơi xấu rồi hay là nói sở từ chính là muốn lợi dụng cơ hội này để mà diệt trừ ý sở từ khi thấy cố giám thừa kia biểu tình phức tạp, liền đem suy nghĩ trong lòng y đoán đại khái. Sở từ cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói có một câu, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Liền đem kinh sử tử tập, truyền thụ nhiệm vụ giao truy. Mà sở từ chính mình dạy còn lại là cửu chương số học, cùng với phương diện tri thức thiên văn địa lý. Bên trong bao gồm một ít đề hình vô cùng linh hoạt tên gọi tắt chính là khanh nhân chuyên dụng, chuyên gài bảy người. Nếu mà sứ đoàn thành viên tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, một lòng chỉ vì luận bàn, như vậy những cái đề mục này liền không có cần dùng đến. Nếu bọn họ nghĩ là muốn đánh mặt đại ngụy, vậy thì ngại quá đi. Sở từ cần phải làm cho bọn họ biết một chút chứ. Cái gì gọi xuống chính là xuống đài không được đó khấu tỉnh dạy tự nhiên là cưỡi ngựa bắn tên cùng với quyền cước công phu cố tình đây cũng là khó dạy nhất nhóm văn nhược thư sinh này dạy lên có thể so với những nhảy ranh kia chắc nịch trong quân doanh khó hơn rất nhiều rồi ở quốc tử giám bận việc hai ba ngày sở từ bớt cái thời gian đi đến hộ bộ kiểm tra một chút tiến độ tài chính kim bộ chữ anh đang làm sổ sách thời gian mấy ngày này các vị lão gia tiền khoản đều đã nhập số. Hiện giờ bạc chuyên dụng để kiến tạo văn hóa viên đã trồng chất bảy tám chục dạng lượng. Đây so với trước đây mà nói là hai ba ngàn lượng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà đầu nhập càng nhiều, hồi báo cũng sẽ càng nhiều. Dạng nhất về sau, văn hóa viên, đại thương trường, tiền thuê như là nước lên thuyền lên. Một phòng khó cầu, bọn họ có thể dựa vào cái này mà nói một chút tình. Sở từ cùng với chữ anh đang ở kim bộ nghị sự bỗng nhiên bên ngoài có người thông truyền nói là làm chữ anh cùng với sở từ đi đến phòng nghị sự thượng thư đại nhân cho mời hai người không có biết hộ bộ thượng thư tìm bọn họ là vì cái chuyện gì nhưng mà đại nhân cho mời làm hạ quan hả có thể không đi sao chờ sau khi mà tới phòng nghị sự sở từ phát hiện phòng nghị sự ngoại trừ ba vị thủ lĩnh hộ bộ còn có một người đại nhân ăn mặc cùng với hộ bộ thượng thư không khác nhau lắm đợi cho hai người ngồi xuống sở từ mới biết được vị kia là công bộ thượng thư triệu đại nhân hai người không khởi lại muốn đứng lên hướng triệu đại nhân thăm hỏi triệu đại nhân nhìn qua vô cùng hòa ái liên tục đưa tay ra hiệu làm cho bọn họ ngồi xuống đi lúc này chỉ thấy có vài vị trên ghế liếc nhau sau đó hộ bộ thượng thư trình đại nhân Liên cho hữu thị lan dương đại nhân một cái ánh mắt chữ anh ngươi cũng thật là sở tư nghiệp ở thật xa lại đây ngươi không nói thông báo cho một tiếng làm cho chúng ta chiêu đãi một chút khách quý chứ ngược lại đem người câu ở nho nhỏ tại đường kim bộ sao chẳng phải là chậm trễ khách quý hả dương đại nhân tiếp thu tín hiệu dẫn đầu mở miệng đây là ngữ khí có một chút quán trách làm sở từ cùng với chữ anh hai người đều có một chút ngoài dự đoán rõ ràng lần này hữu thị lan thấy sở từ vội không ngừng mà liền đi rồi sợ sẽ ở lâu trong chốc lát như thế nào mà ngắn ngủn có thời gian mấy ngày sở từ liền thăng cấp thành khách quý rồi hạ quan suy nghĩ không có chu toàn con thỉnh đại nhân thứ lỗi cho chữ anh lo liệu đạo lý cấp trên là không có khả năng làm lỗi trước là cúi đầu xin lỗi đi bản quan không quý tứ trách tội của ngươi à mà đúng rồi ta thấy ngươi mấy ngày nay vô cùng bận rộn thế nào có cần hay không á phái vài người lại đây mà hỗ trợ đi dương đại nhân cười ha hả mà đề nghị nói hạ quan sợ hãi đây là còn cái việc thuộc bổn phận của hạ quan không có dám trách phiền đồng nghiệp khác hỗ trợ chữ anh đứng lên hướng tới dương đại nhân chấp tay trả lời hắn thái độ tuy là cẩn thận chặt chẽ nhưng mà ngữ khí vô cùng kiên định. Sở từ đã sớm công đạo rồi, việc này không có thể làm cho những người khác nhúng chàm. Nhiều người trộn lẫn vào, đến lúc đó ra sai làm gì thì không tốt đâu. Hơn nữa, thông qua đã nhiều ngày quan sát, hắn cũng đã phát hiện chỗ khác nhau của văn quá viên này. Đây là một cơ hội tốt, công tích dễ như trở bàn tay. Hắn là có thể nào nhìn người khác tới cướp đi chứ? bận rộn làm kịp là tốt rồi dương đại nhân ngượng ngùng mà nói đa tạ đại nhân đã quan tâm chữ anh nói sau đó mới ngồi trở về không khí nhất thời có một chút xấu hổ dài dị kia uống trà một chút nhìn trời một chút tựa hồ có một chút khó có thể mở miệng trầm mặt một lúc sau sở từ mới mở sở từ mở miệng nói không biết là các vị đại nhân kêu hạ quan đến đây là có chuyện gì nếu hạ quan hành sự của chỗ không thỏa đáng con thỉnh đại nhân nói thẳng cho trình đại nhân mới sửng sốt nói cũng không phải sở tư nghiệp tầm từ kính đáo hành sự thỏa đáng lại không có một điểm không thỏa đáng chứ chỉ là chỉ sợ cái gì sở từ hồi ức một chút hành vi của chính mình cảm thấy là bản thân gần đây giống như không có làm chuyện gì hơn nữa hộ bộ lại không có phái ngự sử đại không có đến mức quản nhiều vậy chứ chỉ là sở tư nghiệp giấu chuyện quá giỏi thôi. Công bộ thượng thư cười ha hả nói, nghe nói là sở tư nghiệp phụng hoàng mệnh xuống dựng văn quả viên. Trước đây trong hoàn thành đại ngụy, phàm là nhà quan á, đều là công bộ của chúng ta chủ trì tu sửa. Không biết lúc này nguyên nhân ra sao, chẳng lẽ sở tư nghiệp đối với lão phù có ý kiến gì sao? Nếu quả thật như thế, ngươi chỉ cần nói ra là được, lại không có thể chậm trễ đại sự. Sở từ mới nghĩ thầm, quá ra là tự vấn tội sao? Triệu đại nhân này trên mặt tuy là cười ha hả, nhưng mà trong lòng nghĩ cái gì vừa đoán liền biết. Nếu hắn hôm nay trả lời làm chui bất mãn, chỉ sợ khi ngày 25 đại triều lại có thể nghe thấy ngự sử đại buộc tội hắn không có coi ra gì rồi. Sở từ ngừng một lát, liền giả bộ kinh ngạc nói, đại nhân cũng không có biết nói sao, Hạ quan vốn cũng là muốn thỉnh cầu hoàng thượng hạ lệnh, hộ bộ ra bạc, công bộ thừa kiến viên này. Chính là hoàng thượng lại nói quật khổ trong không, nếu mà tùy tiện hạ lệnh tu sửa văn quả viên này, chỉ sợ là vô lực chống đỡ rồi, liền đem hạ quan tới hỏi một câu, hộ bộ này nhưng có thừa tiền sao? Hạ quan lần trước mới vừa tới, Dương Đại Nhân liền đã nói nổi lên khó xử của hộ bộ, ngay thật sự ta làm lệnh quan vô cùng xấu hổ, lại có ý nghĩ phương pháp gom góp khoản tiền. Bạc này là do nhóm phú thương bỏ ra, căn cứ một chuyện không có phiền tâm tư của nhị chủ. Hạ quan dứt khoát, cũng liền không có tới cửa quấy rầy đại nhân, cũng không phải là đối với đại nhân có ý bất kính đâu. Không có đợi công bộ thượng thư có điều phản ứng, dương đại nhân trước là mở miệng. Sợ tư nghiệp, người lúc trước nếu mà nói thẳng là tu sửa chuyện văn quá duyên này, bán quan như thế nào hướng người mà tố khổ chứ. Phải biết rằng hộ bộ của chúng ta luôn luôn đều là thà rằng chính mình căng thẳng, cũng không có muốn duy trì quốc gia đại nghĩa. Ngày ấy bản quan bất quá là nhàn thoại dài câu, sở tư nghiệp liền đã nghi hận trong lòng, không có chịu đem chuyện quan trọng này báo cho chúng ta, cũng thật làm cho bản quan không biết phải nói cái gì mới phải chứ. Dương Đại Nhân mới lắc lắc đầu, một cái bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Sở từ trong lòng cười lạnh một tiếng, còn không phải giống như sói ngửi được mùi thịt sao. Bọn họ cũng là ngửi được cái chỗ tốt rồi mới có thể nói vậy thôi. Ngắm lại cái bộ dáng bọn họ khóc than quá thật á, chính là dắt cổ chài ra nước rồi. Nếu mà dân quá viên này không tu sửa phố buôn bán, không có tiền cảnh rất tốt, không có tiền thuê kết xù vụ hoặc, hộ bộ sẽ tốt bụng như vậy bỏ tiền ra sao? Hiện giờ liền đã sắp tới rồi, Liên là muốn nhúng tay vào trong đó, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Quá ra là như thế sao? Xem ra hạ quan hiểu lầm các vị đại nhân rồi. Như vậy đi, con đường đi nam giao kinh thành kia, bởi vì có một ít người đi, còn gặp gềnh nhấp nhô, ngựa xe khó đi, không bằng hộ bộ phát bạc, công bộ xây dựng đem con đường này mà tu hảo, đến lúc đó các bá tánh kinh thành muốn đi văn quả viên cũng tiện một chút, như thế nào? Sở từ nói xong, bưng lên chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Trong lúc uống trà, hắn mới dường mắt nhìn nhìn biểu tình của dài dị kia, trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều. Sửa đường sao? Dương Đại Nhân mặt không có một chút vui vẻ. Xin hỏi sở tư nghiệp, chuyện sửa đường này có tác dụng gì chứ? Sở từ nghi hoặc khó hiểu. Hạ quan không biết phải nói sao, đây là tiện cho dân chúng thông hành. Sau một lát, hắn nhìn nhìn lỗ tai của dương đại nhân mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc lại đem cái lời vừa mới nói lớn tiếng mà lặp lại một lần dương đại nhân trước còn không có rõ vì sao phải như vậy đợi sau khi mà nghĩ kỹ mặt lập tức đèn xuống dưới rành con sở tự ngươi là người quá đáng rồi hành động này rõ ràng chăm chọc năm nay lão tủ già lãng tai sao chữ anh ngồi ở một bên thật sự là buồn cười chỉ có thể lấy tài déo chân khắc chế biểu tình của chính mình sợ tư nghiệp dương đại nhân là muốn nói chuyện sửa đường này không phải là chuyện lửa xém lông mài chúng ta vẫn là đang nói chuyện văn hóa viên đi tạ thị lan lý đại nhân thấy thế mở miệng nói đại nhân có điều không biết rồi có đôi khi chuyện đường này so với cảnh quan càng quan trọng nếu có hai nơi địa phương một chỗ con đường bình thản trống trải một chỗ gặp ghềnh uốn lượn như vậy thì mọi người sẽ lựa chọn con đường nào? Hơn nữa, tới ngày tế khổng, không chỉ là những bá tánh kinh thành sẽ đi xem, sứ đoàn ngoại bang cũng sẽ đi xem. Nếu đến lúc đó, bởi vì con đường này gặp gền khó đi, làm hỏng hứng thú của đại gia, vậy không đẹp rồi. Sở từ phản bác nói. Sở tư nghiệp, chuyện sửa đường này tạm thời không có đề cập tới. Trình đại nhân rốt cuộc lại nói chuyện. Ngươi còn không biết sao? Thánh thượng buổi sáng hôm trước đã hạ chỉ rồi, đem ngày sinh nhật của khổng tử xếp vào trong tiết khánh dân tộc, lệnh cho bá tánh khắp thiên hạ cùng bái tế. Còn nói là kinh thành đem tu sửa văn hóa viên, Đến lúc đó tất nhiên mời các chi sĩ học thức các nơi cùng du ngoạn đó. Hiện giờ thánh chỉ này đã ra roi thúc ngựa đưa đi các tỉnh rồi, không có tới nửa tháng, đại ngụy triều từ trên xuống dưới đều sẽ tuân theo ý chỉ thánh thượng. Phải biết rằng những thương nhân đó khó gánh chuyện lớn. Tới ngày ấy, khách nhân tới, kinh thành văn hóa viên lại không có tu hảo. Chẳng phải làm người khắp thiên hạ đều sẽ chê cười sao? Thánh thượng nếu có mặt mũi mất hết á, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm sợ từ nghiệp ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ người khó thoát can hệ. Những lời của trình đại nhân nói vì sở từ suy nghĩ nói nghe tới đường hoàng, giống như có vài phần đạo lý hắn phỏng đoán đều thành lập ở chuyện thương nhân tu không có được giường. Thương nhân hành sự tác phong tuy tương đối tản mạn nhưng là chỉ cần vụ chi lấy lợi, bọn họ tất nhiên sẽ làm hết sức. Nếu mà các vị đại nhân không tin, không ngại cùng với hạ quan đi nhìn một cái đi. Lúc này cách ngày ấy có hai ba ngày thời gian. Nếu đã nhiều ngày, bọn họ chưa có động mãi mai, vậy thì hạ quan nhất định đem việc này giao cho hộ bộ công bộ cùng nhau mà quản lý không biết là các đại nhân ý hạ như thế nào. Trình đại nhân cùng với triệu đại nhân liếc nhau hơi hơi gật đầu. Bọn họ nghĩ thầm tu sửa giường tược đất đai động liên can ngày xưa công bộ tu sửa công sự sao có thể hai ba ngày liền khởi công chứ? Nếu mà sở tư nghiệp đều đã nói vậy á, chúng ta liền đi một chuyến xem thế nào đi kỳ thật. Hành động này của chúng ta cũng là vì bảo toàn mặt mũi cho đại ngụy triều, bằng không sao không dứt khoát ở trong phủ hưởng một chút thanh nhàn, cần gì phải làm cho chính mình ôm một sự tình chứ? Những người dối trá này rõ ràng là muốn chiếm tiền nghi lại nghĩ đến thanh danh, đáng tiếc chính là trên đời này nào có chuyện tốt vậy đâu. Sở Từ đối với lời của bọn họ không có ý kiến chỉ là đứng lên cung kính ở một bên chờ bọn họ đi trước. Chữ Anh đi theo phía sau của Dương Đại Nhân không quay đầu lại nhưng mà lại lặng lẽ đưa tay ra sau lưng đối với sở từ dựng lên ba đầu ngón tay. Sở từ sau khi mà nhìn thấy trong lòng đại định chữ Anh đây là muốn nói cho hắn tiền ở trên một sổ sách đã được trích ra ba lần tất là dùng để mua sắm đồ vật tu sửa văn hóa viên cần dùng mấy chiếc xe ngựa từ hộ bộ nha môn rời đi trước, hướng tới Nam Giao mà đi. Nam Giao người đi đường thưa thớt, ngựa xe hành tẩu ở đây cũng vô cùng sốc nảy. Hộ bộ thượng thư lớn tuổi nhất, ngồi trong xe thiếu chút nữa, bị rung tan thành từng mảnh rồi. Công bộ thượng thư cũng bị rung cho đến thẳng nhíu mài. Dán rèm nhìn thoáng qua bên ngoài, nghiêm túc mà suy nghĩ, đề nghị sửa đường này. Ước chừng đi khoảng một canh giờ rưỡi, đoàn người của bọn họ mới đến điểm Nam Giao. Nơi này ngoại trừ là sở từ lúc trước vì cái bản vẽ đã tới một lần, những người khác đều chưa có từng tới. Nhìn thấy cái chỗ này một mảnh hoàng du, hộ bộ thượng thư cùng nhóm thị lan trong mắt toát ra vài phần ý cười. Xem sở từ này còn có lời nào để mà trốn tránh. Nếu không phải là sợ sở từ trực tiếp ở trước mặt của hoàng thượng cáo trạng bọn họ, bọn họ đó là trực tiếp đem cái chuyện này ôm lại đây như thế nào chứ sở tư nghiệp ngươi xem đi lão phu đã sớm nói rồi những cái thương nhân này hành sự tản mạn hiện giờ tuy là còn hơn một tháng thời gian nhưng mà chỉ cần bọn họ ngày ngày kéo dài chỉ sợ tới khi sinh nhật của khổng tử nơi này chỉ là một mảnh đất quan thôi đúng là như thế không bằng liền đem cái việc này giao cho nhóm hộ bộ ta cùng với công bộ toàn quyền phụ trách tới đúng thời gian sở tư nghiệp chỉ lo tới nghiệm thu là được như vậy người trước mặt của hoàng thượng cũng hảo là báo cáo kết quả công tác chứ lý đại nhân nói tiếp sở từ tầm mắt đặt ở trên mặt đất sau khi mà nghe xong hai người này nói hắn mới cười cười khiến cho hai vị đại nhân thất vọng rồi những thương nhân này đã khởi công các ngươi xem đi trên bùn đất này có bao nhiêu dấu vết bánh xe in lại thật sâu rõ ràng vận chuyển cái vật nặng gây ra Nam Giao này cũng không phải là nơi có cái gì đó phồn hoa. Vật nặng này tất nhiên dùng để kiến tạo văn hóa viên, gỗ hoặc là những cái thứ khác. Không tin các đại nhân chỉ cần đi theo cái vết bánh xe này đi tới đi, cuối cùng sẽ thấy được liền biết. Chương 213 Giáo Quấn Hộ bộ thượng thư cùng với nhóm Thị Lan lúc mà đi sắc mặt thật là không đẹp bọn họ đi theo cái dệt bánh xe vận chuyển vật nặng một đường về phía trước. Đi không bao xa, liền thấy một đám người đang làm được khí thế ngất trời. Chỉ thời gian một hai ngày nên cũng đã đào xong rồi. Chung quanh tán loạn mà trong chất gạch cùng với mái ngói. Còn có mấy thân cây gỗ thô tráng ước chừng dùng để làm xà nhà. Ngoại trừ một cái chỗ này, nơi khác cũng có người đang làm việc thoạt nhìn hai cái nơi này sợ là có một hai trăm người ở chỗ này mà làm việc lúc này đang giữa trưa hè ngoài ruộng việc nhà nông thiếu cho nên các lão trang này có rất nhiều thanh tráng có thể hỗ trợ thậm chí còn có phú thương lấy một đội người đi thuyền lại đây mà tu sửa công sự cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không có tới một tháng công trình có thể hạ màn sở từ vô cùng vừa lòng thường tư nhân nhận thầu làm việc chính là so với nhà nước muốn mau hơn nếu mà việc này lúc trước giao cho hộ bộ cùng với công bộ còn không biết một năm sau có thể hay không thấy được thành quả rốt cuộc trong nha môn chuyện cần cố kỵ sự thật là quá nhiều hành sự khó tránh khỏi co dòi. thế nào các vị đại nhân nhìn có vừa lòng không sở từ cười cho đến ôn tồn lễ độ trong mắt của vài vị kia lại là tràn ngập ý khoe khoang. Dương Đại Nhân ngoài cười nhưng mà trong không cười, liền kéo kéo khóe miệng. Sở tư nghiệp tuệ nhãn thức châu, những thương nhân giả hoạt này làm thuộc hạ của người, nhưng mà thật ra nghe lời đó. Hôm nào bản quan hẳn là kiến nghị cùng với hoàng thượng, đem sở tư nghiệp, điều đến hộ bộ, làm một trận lớn một hồi mới được chứ. Lưu lại quốc tử giám nho nhỏ kia, chẳng phải là chân tài không có được trọng dụng sao? đa tạ dương đại nhân thưởng thức hạ quan chí không ở nơi này hảo ý lần này chỉ có tâm lĩnh thôi được nếu những cái thương nhân này hành sự có độ vậy thì bản quan liền an tâm rồi thời điểm cũng không có còn sớm trong nhà môn có công vụ bản quan phải cáo từ trình đại nhân giả giờ cười một tiếng sau đó tài áo dùng lên nghênh ngang mà đi cung tiện đại nhân sở từ cùng với giữ anh đứng ở một bên nhìn theo bọn họ đi xa sở huynh chỉ sợ là toàn bộ đại ngụy cũng chỉ có ngươi mới dám cùng với đám đại quan triều đình này đấu tranh đó chữ anh có một chút thổn thức sở từ không có phủ nhận chỉ cười cười nói có một câu gọi là vô dục đắc cương đại khái chính là đạo sở mổ đối nhân xử thế đó vô dục đắc cương dí don con người không có thế tục dục vọng mới có thể đạt tới cảnh giới hiên ngang lẫm liệt. Hai người đi khắp nơi một chút, rồi sau đó lên xe ngựa trở lại hộ bộ. Lúc mà vừa đi qua, chính là nửa ngày thời gian. Bọn họ sau khi mà trở lại hộ bộ, sắp tới giữa trưa rồi, chữ anh nói là muốn mời sở tự ăn cơm, đi vào công đạo một chút, liền ra ngoài. Sở huynh, nơi này mới mở một nhà tửu lầu. Ta nghe bọn họ nói sạch thái phong phú, có vài món đồ ăn, hương vị nếm lên rất là công tồi. Hôm nay ta cũng dính dính ánh sáng của sở huynh đi nếm thử nha. Chữ anh nói là ta dính ánh sáng chữ huynh người mới đúng. Nếu không phải là chữ huynh mời khách, ta làm sao có thể nhắm nháp mấy cái mỹ vị này chứ? Sở từ mới cười nói, chữ anh nở nụ cười, trong thần thái có một loại phong lưu. Cùng với sở từ đứng chung một chỗ mỗi người mỗi vẻ, làm cho người du pháp dời đi đôi mắt tới rồi chính là cái tòa quỳnh ngọc lâu này tiểu nhị mang vài món ngon chiêu bài trong tiệm của các ngươi lên đi nếu là còn đều mang lên cho ta chữ ảnh, hào phóng mở miệng ây cha đây cũng thật là không khéo hôm nay tiểu điếm chiêu bài đồ ăn số định mức đều đã không còn rồi nếu không á hai vị khách quan nếm thử cái món khác đi những cái món ăn khác của tiểu điếm ăn lên cũng thật không tồi đâu tiểu nhị tựa hồ đã quen bị hỏi rồi người khác vừa hỏi y liền buộc miệng thốt ra đây chữ anh sắc mặt không vui toàn bộ hứng thú đều đã bị phá hủy chữ huynh hôm nay là chúng ta liền tùy tiện ăn một chút đi lần sau đổi lại sở mổ sẽ làm ông chủ thỉnh người đi minh nguyệt lâu dùng cơm nha sở từ mới nói cũng được đưa vài món ngon lên đi buổi chiều còn phải làm việc rượu liền không có uống đâu dâng thêm một cái bình nước ô mai. Nhị dị thỉnh đi lên ngồi, tiểu nhân sẽ lập tức liền đem đồ ăn đưa lại đây. Hai người mới ngồi bên cửa sổ giữa phố để mà nói chuyện phím. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một thanh năm. Chà, thật là trùng hợp, hai vị đại nhân hôm nay như thế nào mà có rảnh đến chỗ này vậy? Giang mổ không có từ xa tiếp đón, đúng là thất kính. Giang lão già ở bên ngoài chắp tay trên mặt treo đầy ý cười. Sở từ cùng với chữ anh đồng thời nhíu mày Người này như thế nào mà tới đây? Giang Thuận Nghĩa không có thỉnh tự ngồi, sắc mặt meo meo mà nhìn hai người, thấy bọn họ trên mặt tựa hồ có điểm nghi hoặc, liền mở miệng giải thích. Nhà Quỳnh Ngọc Lâu này là người Giang Mổ mới mở đó, về sau mời các đại nhân tới, chỉ cần chào hỏi một câu là được rồi. Giang Mổ phần phó cho hạ nhân, không có lấy một xu nữa. Giang lão già quá khách khí rồi, chữ mổ chính là mệnh quan của triều đình, có thể nào tùy ý chi tiêu tài vật của bá tánh chứ? Theo lý không hợp rồi, còn thỉnh giang lão già sau này không cần phải nói nữa. Chữ anh thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc mà nói. Giảng thuận nghĩa có một chút nén giận, nhưng mà y nhìn chầm chầm chữ anh. Cho dù sinh khí gương mặt vô cùng xinh đẹp lại nhìn nhìn sở tự bên cạnh, dường như không có việc gì uống nước ô mai, tâm tình mới lập tức liền lại tốt lên. Đại nhân nói là chính phải, giang mổ không có suy xét chu toàn, giang mổ sau này lại không nói lời này nữa. Y mới giả dờ hối hận, dùng tay vỗ dỗ cái miệng. Bất quả hôm nay chầu này vẫn là từ giang mổ mời, cũng coi như là đa tạ sở tư nghiệp, cấp giang mổ một cơ hội để buôn bán thôi. Sở từ mới khẽ cười một tiếng. Giang lão già, khách khí rồi. Xin ý này là các ngươi tự mình dùng vàng thật bạc trắng để mà đổi lấy. Sở mổ sao dám kể công chứ? Chính cái gọi là vô công, bất thụ lộc vẫn là miễn đi. Sở đại nhân, cần gì phải cự người xa ngàn dặm chứ? Giang mổ cũng là một mảnh hảo tâm mà. Giang thuận nghĩa liền tiếp bị cự. Trên mặt biểu tình cũng bắt đầu khó coi. Giang lão già lời này không đúng hai người sở mẫu cũng chỉ là dựa theo pháp lệnh đại ngụy để mà làm việc thôi Tửu lầu này á nhiều người nhiều miệng một chút dù ý bị người ta nghe qua cáo trạng chúng ta vậy thì mất nhiều hơn được rồi tổng không có thể bởi vì một mảnh hảo tâm của người làm hại hai người chúng ta ném đi mũ quan chứ còn thỉnh giang lão già vì hai người chúng ta suy xét nhiều hơn sở từ nói thái độ của hắn vẫn như cũ ôn hòa trên mặt thậm chí vẫn là cười, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy không có kiên nhẫn. Giang lão già nghe xong lời của sở từ nói, không biết nghĩ tới cái gì, hắc hắc cười nói. Tủ lầu này á, xác thật, nhiều người nhiều miệng, Giang mổ lại sơ sót rồi, như vậy đi, ngày mai Giang mổ ở trong nhà mang lên một bàn, lại thỉnh nhị vị đại nhân nể mặt đến dự tiệc. Đến lúc đó, ba người chúng ta đem rượu ngon ngôn quang, cùng đàm phong luận nguyệt như thế nào sở từ sợ ngay người quả nhiên mỗi người sức lý giải đều là bất đồng ngữ khí này của hắn rõ ràng không kiên nhẫn người ở đây nghe như thế nào đã biến thành loại ý tứ này rồi thấy sở từ không có lập tức phản bác gian thuận nghĩa liền cho rằng việc này thành mới cười nói vậy thì liền ngày mai gian mổ ở trong nhà chờ nhị dị đại gia nói xong liền nhanh chóng rời đi. Đầu óc này có phải bị hỏng không vậy? Sở từ mới nhìn chữ anh vẻ mặt mặt danh. Chữ anh có một chút bất đắc dĩ. Y chỉ là ý vào sau lưng có người chống lưng thôi. Nếu không, y là kẻ hèn, một giới thương nhân. Hành xử nào á, dám làm càng vậy chứ? Bọn họ, chức quan tuy là nhỏ, nhưng mà tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình. Người này mục đích không phải là rõ ràng. Nhưng may mắn, y còn điều cố kỵ chỉ dám thử thôi những cái thủ đoạn khác thật ra không có dám dùng đâu người này sau lưng quy là ai lợi hại vậy chứ sở từ tâm sinh tò mò đúng vậy sau lưng quy á là chỗ dựa tam dương gia đại ngụy triều hoàng thất nhân khẩu không có thịnh hành tam dương gia là thân huynh đệ duy nhất của thánh thượng ở trong lòng của thánh thượng phân lượng rất nặng muội muội gian thuận nghĩa này vốn là thiếp thất của tam dương gia sao lại bởi vì sinh nhi tử được đề làm trắc phi vô cùng được sủng ái đó họ gian này chính ỷ vào gia thế của tam dương lúc này mới dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta y chẳng qua là thấy ngươi và ta sau lưng không có người thôi chữ anh mới tức giận hai con mắt đều đỏ bởi vì gương mặt này hắn chịu không ít tội rồi sở tự mới vỗ vỗ bả vai của chữ anh ý bảo hắn bình tĩnh một chút đi quả nhiên là quan thương cấu kết rồi bất quá gian lão gia này cấu kết đến so với những người khác địa vị lớn hơn một chút chữ anh mới lắc đầu ý bảo chính mình bình tĩnh lại hắn nói tam dương già, trời sinh phổi tật chưa có nói mấy câu liền đã mất mạng mà ho khan hoàng thượng thương tiếc thân thể y không tốt cố ý cho phép y không có cần phải thượng triều mỗi ngày là do chuyên gia đi đến trong phủ y đem nội dung lâm triều báo lại cho y mà y con nói giỏi cũng không nhiều ngoại trừ dương phi sinh hai cái nữ hài cũng chỉ có một mình dương trắc phi sinh hạ lần nhi cho y hắn cửu cửu ruột của tam dương gia tương lai hành sự luôn luôn là tương đối trương dương cũng từng đắc tội qua không có ít người nhưng mà chỉ cần hắn hướng muội muội hắn cầu tình tam dương phủ liền sẽ đệ thiếp sở từ mới nghĩ xem ra gian lão gia kia sau lưng chủ dựa không nhỏ rồi, không có nên cùng y phát sinh xung đột chính diện, không có biết hắn một cái tiểu thần tử, nếu là cùng với tam dương gia phát sinh xung đột, thánh thượng sẽ giúp ai? Bất quá, hắn cũng không cần thiết phải đi thăm dò, ngẫm nghĩ cái biện pháp giáo quấn y một chút, làm cho y nghỉ ngơi tâm tư, cũng chưa chắc là không thể. Chữ anh không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn vẻ mặt suy tư liền khuyên nhủ hắn nhịn cái lời mời vô lễ của người này chỉ cần không đi là được sở từ đang muốn phụ họa vài câu trùng hợp lúc này tiểu nhị gõ cửa đem đồ ăn lên hắn mới liền thuận thế không có nói chuyện chỉ một lòng dùng cơm sau khi mà cơm nước xong chữ anh trở lại hộ bộ làm việc còn sở từ lấy cớ muốn nghỉ ngơi một lát lưu tại tửu lầu hắn sau khi mà nhìn theo chữ anh rời đi liền đem tiểu nhị kêu lên tùy ý hỏi mấy cái vấn đề. Tiểu nhị không có phát hiện hắn lời nói khách sáo, chỉ vô cùng thành thật mà trả lời. Bất giác, bên trong lộ ra rất nhiều tin tức. Tỷ như nói, lão gia nhà của bọn họ vì sinh ý cửa hàng mới, mỗi ngày đều là khoảng giờ tuất mới rời đi. Sở từ cho một chút tiền thưởng, mỉm cười đi xuống, sau đó chính mình cũng rời đi. Đúng giờ tuất, trên đường cơ hồ đã nhìn không có thấy bóng dáng của người đi đường. Sa phu giang gia không một chút để ý dội dàng đánh xe ngựa trở về. Giang Thuận Nghĩa uống là một chút rượu, lúc này cũng men sai, liền ngủ một chút. Bỗng nhiên xe ngựa có một trận sốc nảy, đem y từ trên chỗ ngồi lắc đi xuống. Giang Thuận Nghĩa đã bị dọa như vậy, mùi rượu mới lập tức rút lui. Sau khi mà bò dậy, dán rèm lên, chính là một trận mắng to đồ hỗn trướng người đánh xe như thế nào vậy lão gia là mấy mấy cây gỗ này đột nhiên từ ngõ nhỏ lăn ra đó tiểu nhân nhất thời tránh không có kịp mới đụng phải đó sa phu vẻ mặt đau khổ y cũng không muốn cái gì gãy gỗ à giang thuận nghĩa trong lòng bợp chờ một chút tổng cảm giác quái quái mau quay đầu trở về đi bổn lão già hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở quỳnh ngọc lâu vâng Sa phu không có biết dụng ý y, nghe lời quay đầu lại, chuẩn bị quay về Quỳnh Ngọc Lâu. Lúc này biến cố mới nổi lên, ngõ nhỏ kia bỗng nhiên lăn ra mấy cây gỗ, cả kinh con ngựa mới nhảy dựng lên, Giang Thuận Nghĩa vốn là khom lưng ở cửa, lập tức đã bị lật ra ngoài. Không có đợi y bò dậy, cách đó không xa, đầu hẻm xuất hiện một đôi giày. Cái dài giải này á, giống như là thủ công, bên trên còn dính một chút tro bụi. Giang Thuận Nghĩa theo giày hướng lên mặt hắn nhìn lại. Chỉ thấy người này dáng người cường tráng, trên mặt che khăn giải màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Lúc này, người này mới đang cầm cây gậy trên tay, cười giữ tợ một tiếng, hướng Giang Thuận Nghĩa đập tới. Chương 214 Thủ ước Chữ huynh chúng ta đi dự tiệc thế nào đây? Sở từ bận rộn trong chuyện quốc tử giám liền đi tới hộ bộ Lúc này đang là lúc chữ anh rời nha môn. Y vừa nghe sở từ nói như vậy mới liền tức khắc không biết phải làm sao. Sở huynh, ngươi nói là muốn đi dự tiệc sao? Đúng vậy, dự tiệc chứ. Nếu người khác á, thịnh tình tương mời, chúng ta có thể nào không có biết lễ nghĩa như vậy chứ? Sở từ trong ý cười có một chút thâm ý. Nhưng mà... Đừng có nhưng nữa, có đi hay là không. Sở từ mới nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Đi, đi là được. Chữ mổ hôm nay liều mình, bồi quân tử. Hết thảy điều do sở huynh định đoạt đi. Trúc Anh cười khổ một tiếng, đem sổ sách đóng lại, bỏ vào trong ngăn tủ phía dưới cái bàn, sau đó khóa lại ngăn tủ. Y tuy rằng không có biết sở từ đang làm cái quái quỷ gì, nhưng trực giác nói cho Y vẫn là nghe theo sở từ. Hai người mới cùng nhau ra khỏi hậu bộ, người gác cổng vừa nhìn thấy bọn họ, liền mới dội dàng đi gặp hộ bộ thượng thư Trình Đại Nhân. Nói là sở từ lại tới tìm chữ anh. Hai người này vẻ mặt ý cười, không có biết muốn đi đâu. Trình Đại Nhân mới gật đầu, tỏ vẻ đã biết rồi, phật phất tay làm cho y đi ra ngoài. Đợi sau khi mà người gác cổng rời đi, y mới lập tức hư một tiếng, đủ với Lý Đại Nhân nói, hôm nay ta tính một chút, chữ anh chỗ đó đã phát sáu bút bạc đi ra ngoài, còn tiếp tục như vậy á, bạc đều phải bị y phát hết đó hôm nay sở từ kia lại tới tìm chữ anh không biết là bọn họ lại muốn làm cái quái quỷ gì đại nhân đây cũng là chuyện không còn cách nào ai bảo hoàng thượng đem chuyện tu sửa văn quá duyên này công việc toàn quyền giao cho sở từ kia chứ mất quá chữ anh này cũng quá kỳ cục đi y trong mắt còn có chúng ta là thượng quan sao dương đại nhân ngươi chính là người lãnh đạo trực tiếp của y ngươi nói y cũng không có nghe sao lý đại nhân nói dương đại nhân sắc mặt đen ngầm hai vị ngày hôm qua cũng đã nghe thấy rồi y không có chịu giao ra sổ sách ta làm sao mà có biện pháp chứ hơn nữa ngày hôm qua buổi chiều lại đi tìm y gia quả này đầu muối không ăn cho dù ta có nói cái gì y chỉ là một mực chắc chắn chuyện này sở từ giao cho y làm không có dám mượn tay của người khác ta thấy đây là trọng điểm vẫn là trên người của sở từ kia trình đại nhân ngài không phải đã đem chuyện đó tiết lộ cho ngự sử đài sao như thế nào hôm nay thượng triều bọn họ có một chút thanh năm đều không có trình đại nhân cũng không có biết nguyên do suy nghĩ một hồi nghi hoặc nói ngự sử đài những người đó xưa nay lòng dạ hẹp hòi theo lý thuyết sở từ này lại nhiều lần đắc tội với bọn họ hiện nay là cầm nhược điểm của sở từ bọn họ như thế nào thờ ơ đâu bọn họ có phải hay không là muốn chờ lại bắt được mấy cái bím tóc thì mới động thủ chứ lý đại nhân suy đoán có khả năng ngự sử đài những người đó rất là khôn khéo nhất định đã đang âm thầm dò xét chúng ta chỉ chờ tin tức là được rồi đến lúc đó nhất định phải làm sở từ kia đẹp mắt luôn hắn thế nhưng xúi dục các cái học sinh làm ra cái loại hoạt động hạ đẳng cửu lưu kia chẳng lẽ đem quốc tử giám trở thành sân khấu kịch sao? Dương Đại Nhân lòng đầy căm phẫn, người không biết còn tưởng rằng hắn đang thay quốc tử giám mà suy xét. Trước không có nói hắn, chỉ là họ triệu kia, cũng không biết y là người nghĩ như thế nào. Lão Phu hôm qua đem y mời đến, rõ ràng là muốn cho y cùng nhau đối với sở từ mà tạo áp lực. Nhưng có ai ngờ đến, hôm nay Thượng Triều y thế nhưng tấu trình với thánh thượng nói là muốn tu lộ thánh thượng cương nhiên cũng đáp ứng xuống rồi còn làm hộ bộ phát bạc thật là tức giận chết ta vậy trình đại nhân nổi giận đùng đùng mà nói hắn nhìn về phía hai người tả hữu thị lan việc này cứ giao cho các ngươi đi làm trong vòng ba ngày gom góp năm vạn lượng cấp cho họ triệu kia đi bằng không vài ngày sau phải bị ngự sử đài buộc tội chính là lão phu đó ngự sử đài nhiều lần đã bị nhắc tới cũng là bất đắc dĩ tuy rằng theo tin tức biết được đáng tin cậy sở từ này hành sự xác là có chủ không có thỏa đáng chính là trải qua việc này lành buộc tội trước đó khi mà đối mặt với tin tức sở từ bọn họ luôn có một chút không biết phải làm sao người nói buộc tội hắn đi người này miệng lưỡi linh hoạt trong triều kết giao lại nhiều dạng nhất khi mà buộc tội có người góp lời làm cho hắn tự biện. Hắn lại trước mặt của thánh thượng nói bậy một hồi, chỉ sợ là ngự sử đài, quy vọng lại phải bị hạ thấp rồi. Nếu mà không có buộc tội hắn, thật sự làm cho lòng dạ khó bình rồi. Ngự sử đài mọi người khi mà đối mặt, điều đầu tiên đang nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng thương lượng ra một kết quả. Trước quan sát, thu thập đầy đủ chứng cứ, lại nhất cử mà đánh bại. Trước khi mà sở tự phạm sai lầm, chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không thể lại giống như trước đây tùy tiện mà ra tay. Sở từ hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành tâm phúc quả lớn của ngự sử đài. Hắn cùng với chữ anh, hai người lên xe ngựa đi đến bên ngoài của gian trạch. Nhìn nhà cửa này ánh sáng rực rỡ, ở trong lòng ngăn không có được mà lắc đầu. Nhà của Trần Hải Bình tuy cũng là hiện phú, nhưng mà ít nhất là có thể thấy được chủ nhân phẩm vị bất phàm. gian gia này á, liền hoàn toàn một cái bộ dáng nhà giàu mới nổi. Nhìn qua, có vẻ quê mùa, bởi vậy có thể suy đoán. gian gia này chính là từ thế hệ quy mới bắt đầu làm giàu. Sở huynh, sở huynh, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Chữ anh thấy sở từ nhìn chầm chầm của tòa nhà trước mắt yên lặng, không lên tiếng, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta đi gõ cửa đi. Sở từ lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng, sau đó tiến lên gõ cửa. Chỉ trong lát sau, cửa đã mở ra. Một gã sai giặt mới nhô đầu ra. Thấy là hai vị người đại nhân ăn mặc quan phục, tuy không có dám trực tiếp cho bọn họ đi vào, lại cũng không có dám chậm trễ, chỉ có thể có lễ hỏi. Xin hỏi hai vị đại nhân đến gian gia có chuyện gì? Là gian lão gia mời chúng ta hôm nay tới cửa mà dự tiệc. Sở từ mới trả lời Gã sai giặc kia vô cùng kỳ quái Nhưng mà Lão gia nhà của ta hôm nay Không có phân phó qua việc mở tiệc Cũng không có nói là Làm cho chúng ta chờ khách nhân tới cửa Chữ anh có một chút sinh khí Y giống dĩ Liền không có muốn tới Sau khi mà tới cư nhiên còn bị chặn ở cửa Thật là không biết là cái thứ gì Người đi vào bấm một tiếng đi liền nói khách nhân đã tới rồi nếu y không có muốn tiếp đãi chỉ cần nói một tiếng là được chữ mổ ngày sau tuyệt không có tới cửa gã sai giặc kia bị chữ anh trừng mắt dựng mục trong lòng cả kinh sợ đắc tội với người gì khó lường mới vội vàng nói dần dần tiểu nhân sẽ đi vào bẩm báo còn thỉnh hai vị đại nhân ở chỗ này chờ một lát nói xong y mới liền hướng nơi cửa chạy đi sợ huynh ta không có rõ rồi ngươi vì sao phải tới dự tiệc chứ gian thuận nghĩa này á khinh người quá đáng đi thế nhưng trêu đùa chúng ta thật là đáng giận chữ anh càng nghĩ càng giận sở từ cười cho đến thần bí khó lường chữ huynh chớ của động khí đợi một lát nữa ngươi liền sẽ biết sở mổ vì sao á phải cùng ngươi đi dự tiệc chữ anh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn sở từ kiềm chế tò mò trong lòng kiên nhẫn mà chờ thật mau gã sai giặc liền đã trở lại rồi y thoạt nhìn mồ hôi đầy đầu chắc là chạy thực gấp ở phía sau y còn đi theo một người trang điểm quản gia y vừa nhìn thấy sở từ cùng với chữ anh lập tức tiến lên hành lễ trong miệng còn tiếp đón hai vị đại nhân mời vào lão gia nhà của ta nghe nói đại nhân tới trong lòng cao hứng không thôi chỉ là y đêm qua đã bị phong hàng rồi chỉ sợ không có tiện đó, y dũng định á, báo cho nhị dị ngày khác lại mở tiệc, chỉ tiếc cái việc này trì hoãn. Nếu mà hai vị đại nhân không ngại, lão gia một lát nữa chỉ có thể cách bình phong bồi nhị dị để mà nói chuyện phím, không biết nhị dị như thế nào. Sao bị phong hàng? Chúng ta đây cũng là muốn vào đi gặp, gian lão gia làm người trọng nghĩa sơ tài, chúng ta há là người không có biết lễ nghĩa sao? Sở từ nói xong không khách khí bước đi vào. Chữ anh theo sát phía sau. Quản gia kia đành phải chạy chậm hai bước tiến lên dẫn đường cho sở từ. Quản gia dẫn bọn họ đi đến phòng khách. Nơi này đã bày ra một bàn tiệc phong phú bào tham xí đổ. Cái gì cần có đều có có thể thấy được gian gia tài đại khi thô. Ở cái bàn phía trước bày ra một mặt bình phong từ bình phong phía dưới có thể thấy Giang Lão Gia đang ngồi ở mặt sau. Giang Lão Gia nghe nói là người vô tình cảm phong hàng sao, không biết có nặng lắm không. Không bằng làm cho ta cùng với chữ huynh đi vào dấn ăn một chút, cũng làm cho chúng ta giải sầu chứ. Sở từ nói liền muốn đi vòng vào. Không thể. Ở bên trong, Giang Lão Gia la lên một tiếng. Sở từ nghiệp, Giang Mổ là muốn nói kẻ hèn phong hàng nghiêm trọng Đại phu nói có thể lây cho người khác. Hai vị đại nhân công vụ bận rộn nếu cũng bị phong hàn, vậy không có tốt đâu. Sở từ mới nhướng nhướng chân bài nói là như thế nào? Vậy sở mổ liền đã thất lễ rồi. Sở từ cùng chữ anh ở trước bàn ngồi xuống. Hai thị nữ mỹ mạo lập tức mới tiến lên rót rượu cho bọn hắn. Sở từ dơ lên chén rượu. Đối với giang lão già ngồi bên trong cái bình phòng nói Dũng dĩ hôm nay có thể chè chén một phen chỉ tiếc gian lão gia phong hàng cho nên không có vừa tới được chữ huynh làm cho chúng ta một ly đi gian lão gia ngồi trong bình phòng nghe hai người bên ngoài uống rượu nói chuyện phím trong lòng ngứa ngáy hai vị đại nhân này phong lưu phóng khoáng tài mạo song toàn y ra ngày thường có thể dụ dỗ đều là một ít dung chi tục phấn có từng gặp qua nam tử như vậy chứ thật là vất giả, thỉnh được hai người tới dự tiệc chỉ tiếc là y sờ sờ khóe miệng sao đến tê một tiếng sở từ thính tai mà nghe thấy được âm thanh này trong lòng cười thầm một tiếng hắn trong mắt vừa chuyển trong lòng liền quý tưởng Giang lão gia dù sao cũng là chủ nhân sở mổ muốn kính người một ly bất quá suy xét đến người phong hàng chưa lành một ly này á, khiến cho tổng quản gian già thay thế đi, không biết gian lão già có đáp ứng không. Sở tư nghiệp, nếu nguyện ý nể mặt á, dinh hạnh của gian mổ rồi. A à tài, ngươi liền thay cho bổn lão già uống một chén đi. Dành, tổng quản kia thật là nghe lời đi tới. Sở tự mới lơ đảng, đem chân dương tới, làm cho y vừa dặn bị dướng. Tổng quản thân mình ngã một cái, đập vào trên cái bình phong, đem mặt của bình phong kia đụng ngã theo một tiếng bình gian lên. Một gương mặt như cái đầu heo, sưng dù xanh xanh tím tím, còn hai con mắt bầm đen. Giang lão già, vẻ mặt mộng bức, nhảy mắt, bại lộ trước mặt của đại gia. Chữ anh vừa thấy, đầu tiên là ngốc lăng một lúc, rồi sau đó không có thể tự ức chế một tiếng cười to. Sở từ cũng phản ứng giọng như hắn, trong lòng khoái ý cực kỳ. Hai người sở mổ thất lễ cũng không có biết Giang lão già nhiễm phong hàng gì như thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi sở từ sau khi cười xong quan tâm hỏi làm cho hai vị đại nhân chê cười giang mổ đêm qua không biết bị người nào ám toán bị đánh thành cái bộ dáng này bởi vì cái bộ dáng này thật sự khó có thể cho người gặp cho nên giang mổ lúc này mới mượn cớ phong hàng lấy bình phong mà che lại lại không có nghĩ vẫn là làm cho nhị vị thấy rồi giang lão già cẩn thận quan sát phản ứng của hai người bọn họ, trong lòng đem hiềm nghi bọn họ bài trừ. Hai người này vừa thấy chính là lần đầu nhìn thấy y dáng vẻ này. Như vậy, rốt cuộc là ai âm thầm đánh lẽ nghi, còn chỉ đánh mặt của y chứ? Sở huynh, ta cuối cùng biết ngươi là gì sao nhất định muốn ta lại đây để dự tiệc chứ? Ngồi trong xe ngựa trở về, chữ anh cao giọng cười to, Vừa mới cùng với Giang Thuận Nghĩa, cái bộ dáng kia trực tiếp buồn cười trong lòng y, tất cả đều tiêu trừ. Có phải không? Sở mổ chỉ là tuân thủ ước hẹn thôi. Sở từ đối với chữ anh, cười cho đến vô cùng nghi ngẫm. Chữ anh sửng sốt, sau đó lại cười nói, đúng, đúng rồi, sở huynh là người tuân thủ ước hẹn, chữ mổ hiểu rồi. Hai người mới nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần phải nói gì. Chương 215 Tết Trung Thu Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng một cái đã lướt qua. Sở từ ngẫu nhiên nhớ tới câu này là tiêu chuẩn của học sinh tiểu học, viết văn mở đầu, ở trong lòng cười một cái. Xác thật, người một khi mà công việc lưu bù, xác thật là không ngày không đêm, không có cảm giác được cái thời gian trôi đi. Từ hạ tuần tháng 7, hắn đã đưa ra kiến nghị tu sửa văn quả duyên cho tới bây giờ tháng 8 đã qua đi hơn phân nửa thời gian. Dũng dĩ một mảnh nam gia quan du hiện giờ nhìn qua làm cho người có cảm giác mới mẻ. Từng tòa nhà mới tinh, đình diện đột ngột là từ mặt đất mọc lên. Bên trong bố trí vô cùng tinh mỹ, cho dù là núi giả quái thạch hay là tiên hoa thúy trúc, đều là cái nhóm phú thương kinh thành tốn số tiền lớn mua lại đây. Dân chúng kinh thành từ sau khi mà nghe nói khi giường này tu sửa xong mọi người đều có thể đi xem không khỏi nổi lên cái lòng hiếu kỳ người già trẻ kết bạn cùng nhau mà tới xem vừa bắt đầu cái đường không có tốt lắm mọi người hai ba ngày tới một lần sau cùng với người công bộ chiêu một ít người sửa đường đem con đường này sửa đã bình thản rộng lớn người đi càng thêm cần mẫn một chút top năm top ba kêu một chiếc xe lừa hoặc xe ngựa thảnh thơi mà đi. Có một chút đại lão gia, nhàn rỗi không có chuyện gì sau khi mà đi, chỉ là đứng xem, còn cảm thấy không có đã ghiền, liền tiến lên cùng với người, tu sửa công sự để mà nói chuyện. Hỏi qua hỏi lại một hồi, liền nhịn không được, ra tay cùng nhau mà giúp một chút. Sau khi mà những phú thương đó biết được, trong mắt vừa chuyển, liền sau khi mà bọn họ tới hỗ trợ, liền chuẩn bị một ít nước giải khác, cùng với điểm tâm bình thường nhất những người này không có nghĩ tới giúp một chút vẫn là kiếm được thức ăn nháy mắt trở nên càng thêm tích cực có một chút người sau khi mà trở về cùng hàng xóm nhóm giảng bị hàng xóm cười nhạo một hồi nói là y đi làm không công bị người ta lợi dụng rồi người này nghiêm mặt nói cái giường này gọi là văn hóa công viên ngươi biết cái gì gọi là công viên không chính là nơi dân của chúng ta có thể tùy ý đi vào du ngoạn ngày thường những gia đình giàu có, có hậu trạch, có xinh đẹp, chúng ta cũng không có phước để mà hưởng rồi. Về sau có cái giường như vậy, có thể dạo chơi, đời này cũng không có tính sống uổng chứ. Đừng nói là nhân gia các lão gia trả lại cho nước trà điểm tâm, đó là cái gì? Điều không cho. Lão tử cũng nguyện ý đi lên phụ một chút, chờ sau này già rồi nói cho con cháu của chúng ta nhìn thấy không. Nơi đó là tổ phụ của người tự tay dựng đó. Đến lúc đó các ngươi liền đứng đến xa một chút Ngàn dạng đừng có thò qua tới Hàng sớm bị dỗ cho đến nửa ngày không hé răng Sau một lúc lâu thì mới hỏi Ta nói lưu lão tam Ngươi gia quả này ngày thường miệng lưỡi không có lanh lợi như vậy Như thế nào đi tu giường của nửa ngày Còn có thể đem mờ mép mài cho đến bén rồi Lưu lão tam ngửa đầu cười nói Hôm nay khi mà đám người của chúng ta đi qua vừa lúc gặp phải tư nghiệp quốc tử giám sở đó nghe nói cái giường này chính là hắn thỉnh cầu hoàng thượng tu lúc ấy có người lẩm bẩm hai câu đã bị hắn nghe hắn mới liền nói những cái lời này đem những lời của người đó nói cũng chưa có kịp nói mỗi người sôi nổi mà đi hỗ trợ rồi quốc tử giám sở tư nghiệp sao lão dư đầu ở ngõ nhỏ của chúng ta chính là gõ chuông quốc tử giám ta cũng nghe y nói lên qua vài lần sở tư nghiệp này nói là sở tư nghiệp á, tính tình rất tốt, cả ngày cười tẩm tỉm, một chút cái giá cũng không có lay động. Từ sau khi mãn tới, những cái tiểu bá dương quốc tử giám đều đã đổi tính. Người hôm nay nhìn thấy hắn sao? Nhưng mà quả thật, như thế à? Hàng xóm tò mò hỏi, ai nói không phải chứ? Sở tư nghiệp này á, cũng cùng với chúng ta làm một hồi, còn cùng với chúng ta nói vài cái chuyện xưa có liên quan đến khổng lão phu tử ngày xưa lưu lão tam ta liền không có thích những cái người đọc sách đó hôm nay ta đã xem như là phục rồi sở từ ở văn hóa diên rơi ra một phen mồ hôi lại chạy về quốc tử giám ở phía sau tư nghiệp thính sở từ chuyên môn làm người quét tước mấy cái nhà kho lớn kia dùng để tập luyện trải qua hơn phân nửa tháng tập luyện những học sinh này đối với kịch bản đã vô cùng quen thuộc Tuy tiện từ giữa lấy ra một câu, bọn họ đều có thể nói ra trước sau gồm những câu gì. Vừa mới bắt đầu, bọn họ có một chút không có thông, chưa nói vài câu, liền đã đến không có nhịn được. Sao lại bị sở tự giáo quấn cho một trận, hơn nữa tự mình diễn ra một đoạn, mới làm cho bọn họ thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn so với trước đó một chút. Lại sau đó, bọn họ không chỉ có nỗ lực nghiên cứu kịch bản, đem vốn dĩ không có gì để khen, ngắn ngủn một hai trang, biên thành mười mấy hai mươi trang, còn nỗ lực hoàn nguyên quần áo quá trang đạo cụ, hy vọng là có thể làm hình tượng chính mình càng thêm gần sát cái đoạn lịch sử đó. Sở Từ đương nhiên có một chút vui mừng, người thời đại này á vẫn là tương đối có giả tâm, nếu hắn đã thả ra mồi sẽ không có sợ bọn họ không cắn câu. Bọn họ nguyện ý đi nghiên cứu Sở từ thân là tiên sinh tự nhiên cũng sẽ ủng hộ. Hắn mang theo mấy người ôn nhiên đi đến tàn thư các quốc tử giám đem đoạn lịch sử thời kỳ xuân thu này ngày đêm đọc một lượt tìm ra tin tức hữu hiệu ghi lại xuống dưới làm cho những học sinh đó tham khảo. Đối với những người trước đó lựa chọn phải tham gia tỷ thí kia trong khoảng thời gian này tương đương với huấn luyện ma quỷ làm không có xong bài thi giết không xong văn chương luyện không xong công phu, mỗi người giống như là thư sinh ở chùa Lan Nhược gặp được nữ quỷ vậy. Tinh lực bị tiêu hao không còn, vừa trở về phòng liền đưa hướng lên giường nằm, cái gì cũng đều không làm. Nếu không có phải là nhà ăn của quốc tử giám, thức ăn ngon, căn bản chống đỡ không nổi rồi. Những ngày bận rộn cứ như vậy, Tết Trung Thu, 15 tháng 8, lặng yên mà tới. Một ngày này vừa dặn đuổi kịp đại triều sở từ chân trời trăng tròn Vội dàng rời giường mới vừa mở cửa ra liền đã thấy khấu tỉnh chờ bên ngoài khấu tỉnh trong tay cầm mấy cái khối tô dương bắt tay của sở từ qua một viên một viên bó vào trong tay áo của hắn ta không phải đã nói sao lần sau á ngươi không cần phải sớm như vậy mà tới chứ ngươi đem đường đặt ở trong phòng ta ta tự mình sẽ mang theo mà sở từ có một chút bất đắc dĩ hắn lại không phải là tiểu hài tử. Khấu tỉnh dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn. Sở từ mất tự nhiên quay đầu đi. Hảo đi, lần đầu tiên liền quên là hắn không đúng, nhưng mà đây là đại biểu hắn về sau cũng sẽ quên đi sao? Có lẽ là sở từ ý tứ quá rõ ràng, khấu tỉnh trầm mặt một chút rồi mới nói. Dậy sớm với ta mà nói cũng không có cái gì khó khăn, tự mình đem nó bỏ vào đi, ta sẽ yên tâm một chút chứ nếu không ta luôn là phải nghĩ ngươi ở trong triều có đôi bụng hay không nữa sở từ tầm nháy mắt mềm chỉ có thể tùy ý mà đi đường này là khấu tỉnh tìm tới bởi vì quốc tử giám cách hoàng cung so với lúc trước văn hưng phường còn muốn xa hơn một chút cho nên sở từ buổi sáng sau khi mà thức dậy căn bản là không có thời gian chậm rãi mà ăn sớm một chút lại đi bởi vì dậy quá sớm, dọc đường đi quầy hàng cũng không có mở, chỉ có thể đói bụng mà đi thượng triều thôi. Sở từ sau khi mà đói đến chân mềm trở về, khấu tỉnh nhìn không có được, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ là thương tổn đến tỳ dị. Vì thế, cứ mỗi lần đại triều, im liền chuẩn bị mấy khối điểm tâm, nhét vào trong túi ám tay của sở từ để cho hắn thừa dịp người khác không chú ý mà ăn luôn chính là sở từ ngại điểm tâm bị chấn nát nhão dính dính bên trong tay áo nhìn thật sự là ghê tởm liền một chút cũng không quan khẩu tỉnh vô pháp ở quốc tử giám không có tiết học lại là không có cần đi đến chỗ của lý phó tướng liền trong kinh thành nơi các cửa hàng điểm tâm tìm kiếm hỏi thăm khắp các nơi cái loại điểm tâm bị bẻ nát cũng không dính tìm tới tìm lui chỉ có tô đường là trộn lẫn đậu phộng nhân hạt đào càng thêm thích hợp một chút. Hơn nữa, tiểu nhị đã nói rồi, đường này bình thường, nữ tử ăn ba năm một miếng, liền có thể cảm thấy no đó. Các bạn vừa nghe xong tập 56, xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.